Vâng, Mai xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quán Phát Công Tơi. Hiện tại trên tay mình đây đang là chiếc card đồ họa mới nhất của NVIDIA, chiếc card đồ họa GeForce GTX 1650. Mình biết là cái thời điểm này khi mà video được phát sóng trên YouTube thì đã có rất nhiều những cái thông tin, những cái hình ảnh liên quan tới chiếc card đồ họa thế hệ mới này. Tuy nhiên thì cái lúc mà bọn mình làm video thì bọn mình chưa có bất kỳ một cái thông tin nào liên quan tới nó cả, mà mình chỉ nhận được bên phía ASUS đây là cái phiên bản ROG Strix GeForce GTX 1650 4GB RAM. Thì hôm nay mình sẽ cùng với anh em trên tay và đánh giá nhanh về chiếc card đồ họa thế hệ mới của NVIDIA để xem ở trong phiên bản GTX 1650 thì NVIDIA họ có nâng cấp cũng như là họ có gia tăng cái sức mạnh so với những cái phiên bản người tiền nhiệm của nó như là GTX 1050 và GTX 1050 Ti hay là không, thì mình sẽ cùng anh em tìm hiểu trong video ngày nay. Còn bây giờ thì intro nào. Ngay từ cái lúc mà mình mở hộp chiếc card đồ họa GTX 1650 thì mình mới bất ngờ nhận ra đó chính là nó cực kỳ giống so với con GTX 1050 Ti mà ASUS đã làm trước đây. Vẫn sẽ là kiểu thiết kế hai fan đi kèm với công nghệ không decibel của ASUS, tức là khi mà nhiệt độ trong quá trình sử dụng của Vega nó dưới 55 độ thì chiếc quạt nó sẽ không quay, còn nếu như mà nó vượt ngưỡng 55 độ thì hai fan của chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động. Cái điểm khác biệt duy nhất về cái mặt thiết kế ở trên GTX 1650 so với GTX 1050 Ti mà các bạn có thể tìm thấy đó chính là về các cổng kết nối. Thay vì những cổng DVI như trước kia thì giờ đây GTX 1650 nó sẽ được trang bị hai cổng HDMI 2.0 cũng như là hai cổng DisplayPort 1.4. Ở phần mặt trước và logo ROG ở phần backlit thì như các phiên bản RTX 2060 hay là những chiếc card đồ họa cao cấp hơn của ASUS thì chúng ta sẽ thấy nó có thể phát sáng với công nghệ LED Aura Sync. Tuy nhiên với GTX 1650 thì ASUS đã cắt bỏ đi hết những tính năng đó. Thay vào đó thì chúng ta sẽ chỉ nhận được lại đó chính là một cái logo ROG được đặt ở mép cạnh trên nơi chính giữa hai cái phần quạt mà thôi. Phần logo này thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh màu sắc thông qua một cái phần mềm tải về từ trang chủ của ASUS, và ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể bật tắt nó thông qua một cái công tắc được thiết kế sẵn ở trên cái thân của Vega. Lật ra phía mặt sau thì đây sẽ là nơi đặt backplate và nó gần như được bê nguyên từ con GTX 1050 Ti lên. Dường như thì không có một cái sự thay đổi nào cả. Từ chất liệu cho tới những cái họa tiết được trang trí ở phần backplate thì nó vẫn được thiết kế y chang so với con GTX 1050 Ti. Về phần tản nhiệt cho GPU sẽ là hai ống đồng dẫn nhiệt từ phần backplate đi ra phần heat sink tản nhiệt. Và với hai ống đồng dẫn nhiệt, mình biết là các bạn sẽ sợ GTX 1650 nó sẽ nóng. Thế nhưng thì các bạn hãy hoàn toàn yên tâm, bởi vì dòng Strix của ASUS thì xưa nay nó vẫn nổi tiếng về cái độ mát mẻ cũng như là cái hiệu năng của GTX 1650 theo mình nghĩ nó cũng không quá là mạnh so với những dòng RTX. Vậy nên thì cái nhiệt lượng trong quá trình mà nó sử dụng nó cũng không tỏa ra quá là nhiều, và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái vấn đề này. Về thông số chi tiết thì nó đang được sử dụng GPU TU117 ở trên kiến trúc Turing thế hệ mới, đi kèm với đó là tiến trình 12 nm. Và vì là phiên bản 4GB RAM, vậy nên thì bao quanh phần GPU chúng ta sẽ có 4 cái chip RAM của Micron với xung nhịp cơ bản là 1485 MHz. Tuy nhiên với xung nhịp khi mà turbo thì đã được ASUS ép xung sẵn một chút, chúng ta sẽ có một cái xung nhịp cao hơn so với phiên bản Founder Edition đến từ NVIDIA. Đó chính là xung nhịp của nó đã được tăng lên là 1860 MHz thay vì là 1665 MHz như trước kia. Với 4GB RAM chuẩn GDDR5 và cái độ rộng bớt nhớ đó chính là 128 bit. Như thường lệ thì đối với những dòng card đồ họa GTX 16 series của NVIDIA, họ sẽ cắt bỏ hoàn toàn đi những cái nhân như là Ray Tracing Core hay là Tensor Core, còn nhân được giữ nhất còn lại đó chính là nhân CUDA Core. Và ở trên GTX 1650 thì số lượng nhân CUDA Core của nó được tích hợp đó chính là 896. Còn với TDP của GTX 1650 sẽ là 75W. Vậy nên nó sẽ yêu cầu một cái bộ nguồn với công suất tối thiểu đó chính là 300W, một con số phải nói là khá là ít. Chính vì thế mà cái đầu cấp nguồn cho VGA thì nó sẽ yêu cầu một cái đầu chỉ là 6 pin mà thôi. Và cuối cùng đó chính là về cái mặt hiệu năng, thì như mình đã nói rồi, ở trong cái thời điểm bọn mình làm video này, bọn mình chưa có bất kỳ một cái thông tin cũng như là những cái driver nào liên quan tới GTX 1650 từ phía NVIDIA cả. Vậy nên bọn mình sẽ không thể nào test cái hiệu năng của nó gửi đến cho các bạn được, mà mình sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video sau, như là đánh giá chi tiết hiệu năng GTX 1650 hay là một cái video build PC sử dụng GTX 1650. Khi đấy bọn mình đã có driver chính thức từ phía NVIDIA rồi thì bọn mình có thể gửi đến cho các bạn những cái thông số, những cái sức mạnh chính xác nhất về chiếc card đồ họa thế hệ mới này. Và nghe đâu thì ở trên trang tech Power.com thì họ có đưa ra cái hiệu năng của GTX 1650, đó chính là nó sẽ nhỉnh hơn con GTX 1050 là khoảng 34%, và với GTX 1050 Ti thì GTX 1650 nó sẽ nhỉnh hơn đó chính là 16%, thì các bạn có thể tham khảo qua cái thông số đó. Trên đây là video đánh giá nhanh về chiếc card đồ họa mới nhất của NVIDIA mang tên đó chính là GeForce GTX 1650 dưới nhà sản xuất OEM đó chính là ASUS. Các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc card đồ họa này thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video này. Còn video mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube An Phát Computer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.